bọn em ở dưới kia người ta nó vẫn kêu mà. Tại sao mà chúng nó tự ra mà cứ non mà nó cứ quản đúng. Cái thằng kia nó kêu mày, chúng biết rồi mà, nó đi với bạn bè anh chơi mình á, cái chén nào ông ấy nó phải chịu qua ông mới tôi, mà ông không chịu qua là ông không biết tôi những bạn thế rồi. Nó dẻo rồi là nó giòn, nó thử xong nó mới tươi. Thằng kia nó mới bảo mọi người. Ai có xem cũng bảo chú là làm việc hăng say. Bảo là ai bảo chú là làm việc hăng say. Hăng say á? Có nghĩa là làm việc nghiêm túc ấy. Một lò sẽ được 2 con nha các bác.
bới luôn. Video này sẽ đăng trực tiếp luôn, không có chỉnh sửa gì nữa. Mong muốn là gửi đến các bác xem trực tiếp. Chú đánh rắm thì cũng kệ chú đây, không cắt ghép gì cả. Đấy. Bình thường nếu như thế nào là sẽ quay gửi lên cho các bác như thế. Chú mới cạo râu à? Chú mới cạo râu à? Chú á? Đúng rồi. Đấy. Cạo râu cái nhìn đẹp trai hẳn lên.
kia này nó không bóc khó. Yeah.